Sáng ngày 9 tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đưa ra xét xử bị cáo Tống Thị Tùng Linh, 21 tuổi, cựu sinh viên khoa luật, ngụ phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, về các tội giết người, mua bán trái phép chất độc, hủy hoại tài sản. Bị cáo Trần Thị Ngọc Thư, 31 tuổi, ngụ quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, về tội mua bán trái phép chất độc. Tại phần khai mạc phiên tòa, đại diện luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị hoãn phiên tòa do thiếu vắng một nhân chứng. Tuy nhiên, viện kiểm sát đề nghị tòa tiếp tục xét xử. Sau 5 phút hội ý, hội đồng xét xử tuyên bố tiếp tục phiên tòa. Lời khai của người làm chứng đã có trong hồ sơ và quá trình xét xử sẽ được làm rõ.